VTV Cup không chỉ là một giải đấu bóng chuyền hấp dẫn và kịch tính, nơi các đội bóng tham dự giải có thể nâng cao trình độ của mình hoặc là tích lũy những kinh nghiệm quý giá cho những giải đấu tiếp theo, mà nơi này còn chứng kiến sự tiếp nối giữa các thế hệ để tạo nên thành công. Và tại VTV Cup năm nay, phóng viên của chúng tôi đã bắt gặp một câu chuyện như thế. Quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển quốc gia Đài Bắc Trung Hoa khi 28 tuổi. Thân Nhiên Minh trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đội bóng chuyền nữ trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa, một trường đại học nổi tiếng tại đây. Với chiều cao 1m72, đây không phải là một lợi thế đối với vị trí chủ công mà Yên Nguyên đã từng thi đấu. Bù lại, lối đánh khéo léo của cô đã gây ấn tượng với cựu phụ công nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam, Phạm Thị Kim Huệ. Tôi rất là ấn tượng về bạn huấn luyện viên trưởng của đội Đài Bắc Trung Hoa, tại vì bạn ấy là cùng thời thi đấu với tôi, bạn là một chủ công rất là xuất sắc. Áp dụng thành công những kinh nghiệm của mình vào công tác huấn luyện tại đội bóng Đại học Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên trưởng Thân Nhung Min đã mang về cho đội bóng này vị trí Á quân của giải vô địch các trường đại học toàn quốc 2018. Lối đánh của Đài Bắc Trung Hoa này là gần tương tự như là cái lối đánh của bạn ấy ngày xưa. Bạn hướng dẫn cho các vận động viên của bạn ấy một lối đánh rất là tốc độ cũng như là biến hóa. Mỗi một buổi tập bạn ấy cho đội tập theo cái đội hình khống chế cái lối đánh của đối phương. Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam sau rất nhiều năm. Thế nhưng vẫn được thấy hình ảnh chị Kim Huệ cũng ở trên băng ghế ban huấn luyện giống như tôi vậy. Hy vọng sẽ sớm được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức những trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng để chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau. Đó chính là câu chuyện mà hai người bạn huấn luyện viên kể lại cho chúng tôi nghe về những gì họ đã trải qua được và sắp bước tới. Và cũng chính tại giải đấu này, sự giao thoa gặp gỡ giữa những thế hệ đã mang đến những điều thú vị của VTV Cup.